Chào toàn thể quý anh em, đây là JBL-L3. Ngày hôm nay sẽ test âm và giới thiệu kỳ tới anh em ha. Đôi loa hai đường tiếng thì có thiếu tiếng mid hay không, và cái thiết kế của nó có đẹp không, có đáng để anh em đầu tư trong khoảng giá trên dưới 8 triệu hay không, thì mình nói là rất đáng ha, rất đáng để đầu tư đôi loa này trong khoảng giá trên dưới 8 triệu. Nhạc nó hơi to. Rồi, mình xin nhắc lại là đôi loa này dành cho anh em mới chơi âm thanh bài, âm thanh cổ. Rất là xứng đáng để anh em đầu tư trong tầm giá khoảng trên dưới 8 triệu. Tại sao lại trên dưới 8 triệu? Thì có chỗ bán trên 8, có chỗ bán thì dưới 8, đúng không? Như mình thì mình bán 7 triệu 8. Nó cũng tùy thuộc theo cái nguồn hàng, lấy chênh lệch vài trăm ngàn là chuyện bình thường. Rồi nhiều khi mặt bằng, mặt bùng nữa. Mặt bằng đẹp, nhân viên phục vụ tốt thì tất nhiên là nó phải có chênh hơn anh em ha. Thì cái đó là chênh lệch vài trăm thì không đáng kể, nhưng mà anh em cứ chọn cái đơn vị uy tín cũng như là anh em yêu mến và yêu thích cái đơn vị nào đó thì anh em tin tưởng và anh em mua. Đó. Giá là 7 triệu 800 ngàn ở bên Thái Audio. Thì đôi loa này tại sao lại đáng đầu tư và quan tâm? Vì nó đẹp, nó hay. Nó có hai cái yếu tố mà mình muốn nhấn mạnh như vậy. Đây anh em. Cái thiết kế của đôi này đẹp lắm nha. Nó không phải là đứng thẳng đâu, ngay cái tem này thì anh em thấy nó nghiêng đúng không, nó thẳng lên cái đoạn tới cái tem này bắt đầu nó nghiêng à, nó vát, nó nhìn nó rất là nghệ, rất là đẹp. Mình rất là thích cái thiết kế này nhá. Dưới hơi to hơn trên một tí vì trên nó hơi nghiêng anh em ha. Cái lưới của nó thì cũng có hình hài là vuốt ở đây anh em, thì khi đậy vào thì anh em thấy nó vuốt ở đây, nó cong ở cái phần trên này, và nhìn tổng thể của nó cũng hơi nghiêng, rất là hay ha, để nó ăn theo cái vách của thùng loa này. Ở dưới này có thêm một cái chân để nó tạo cái sự vững chắc cũng như bệ vệ cho đôi loa, chứ còn lại cũng rất là đẹp. Thì JBL họ làm cái đôi loa này mình thấy rất là ưng ý luôn, đẹp từ chân cho đến thùng vách ha. Thì đó là về thiết kế. Về âm thanh thì họ trang bị hai driver ở đây, một cái chép đôm titan, một cái bát đường kính khoảng 20 phân. Gông của cái bát này làm bằng kim loại rất là chắc chắn. Và cái màu âm của đôi loa này thì anh em yên tâm là nó rất là hay cho anh em nghe nhạc chế linh, nhạc nói chung là nhạc vàng á. Rồi nhạc acoustic cũng hay vì nó có cái chép titan này. Thể loại nhạc gọi là tình ca quê hương thì thể hiện cũng rất là tốt, anh em không có sợ nó thiếu giải mid đâu. Vì JBL họ thiết kế, họ tính toán hết rồi. Bao nhiêu kỹ sư của họ tính toán để làm sao đó chỉ có hai driver như thế này thôi, nhưng mà vẫn cho ra cái giải mid tốt. Khi anh em ghép âm đi tốt thì nó cho ra âm hình rất là hay. Nhiều anh em sợ là không có loa mid ở đây thì nó thiếu mid à, thiếu mid tầm trọng luôn thì làm sao mà nghe được. Không phải, không phải. Nói vậy sai. Vì sao? Anh em cứ tưởng tượng là những cái đôi loa high-end bây giờ thì như cụ thể là hàng Alac đi, nó có những cái đôi loa cả vài chục, cả trăm, nó thiết kế ngắn tới đây thôi, gọi là bockshell á, bằng 1/3 thùng loa của đôi loa này thôi. Mid, à xin lỗi, bass và chép cũng bé hơn, nhưng mà bằng cái kỹ thuật của cái hàng họ thiết kế ra cái loa, cái âm hình nó lồng lộng, anh em nghe mid nó lồng lộng luôn, như kiểu ca sĩ mà họ đứng họ hát luôn, nếu anh em ghép hợp mà tất cả mọi thứ nó tốt, chứ không phải là cái hai đường tiếng là nó thiếu mid đâu, không phải. Tất nhiên thì ba đường tiếng thì nó vẫn có đầy đủ thể hiện cho ba giải, nó chi tiết kiểu nó khác nhau, nhưng mà hai đường tiếng thì cũng không phải là nó thiếu mid, mà nó thể hiện giải mid tới đâu thôi anh em ha. Cho nên cái sự thiếu mid là không phải, thì mình xin nhắc lại với anh em như vậy, mid chép bát đầy đủ. Mình nãy giờ nói về cái giải mid hơi nhiều, bây giờ mình tiếp tục nói về cái sự phối ghép nữa. Thì khi mà anh em muốn mid, anh em muốn chép, muốn bát, anh em ghép âm ly cũng là một cái biện pháp hay. Trong clip lần này thì mình ghép vào Onkyo 755 sẹt 70, 3 triệu cho chiếc âm ly này thôi, nhưng mà đảm bảo với anh em là anh em không thất vọng với chất âm của 3 triệu cho cái âm ly này đâu. Ba giải rất là đều. Nếu anh em muốn chép nhiều hơn thì anh em có thể sử dụng dòng Pioneer, thì cái tiếng chép nó cũng cũng khá là nhiều hơn cái này.
bass nó cũng mạnh hơn. Nhưng mà Onkyo 755 này ghép vào đây á, bass nó có chiều sâu, nó mềm và chép nó nhuyễn. Thì tùy thuộc theo cái gu của anh em nữa. Và cũng xin cân nhắc với anh em luôn là cái âm ly này ghép vào đôi loa này, về cái giải mid của nó hay hơn là cái âm ly Pioneer 810 rất là nhiều. Tính riêng cho cái giải mid là cái giải giữa thì nó rất là hay cho cái giải mid. Tùy thuộc theo cái sở thích của anh em, cảm nhận âm thanh của anh em để anh em chọn âm ly để phối ghép vào nó cho nó đúng. Còn trong cái khoảng 3 triệu đồng thì chiếc âm ly này là sự lựa chọn rất là tốt dành cho đôi loa này anh em ha. Nếu anh em muốn tiêu tiền nhiều hơn, tiêu mạnh hơn thì anh em có thể chọn những cái chiếc âm ly khác, thì cứ liên hệ với mình để mình tư vấn cho anh em. Còn trong khoảng 3 triệu thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời rồi. Rất là hay chứ không phải là hay bình thường đâu anh em. Đời con giờ đây đang còn lên. Anh em nghe gián tiếp thì mình không biết là anh em trải nghiệm nó như thế nào, nhưng mà nếu trực tiếp ở đây thì với cảm nhận cá nhân của mình, thật lòng mà nói thì đôi loa này ghép âm ly này anh em nghe rất là hay. Tất nhiên thì nó không có thể bằng L100 Century ghép với lại Lutman L80V hay là 309V được. Thì cái tiền nó chênh lệch gấp 3, gấp 4 lần cơ mà. Nó thua L100 Century ở giải bass và giải mid. Nhưng mà giải chép thì nó không có thua nha. Giải chép là không có thua. Với những cái ca khúc này của Chế Linh thì cái tiếng bass và cái giải thấp của nó rất là ù, nhưng mà trên cái bộ phối ghép này mình thấy nó không có đuôi nhiều, một chút xíu thôi, cho nên cái mức độ đạt về trong phối ghép là rất là hợp rồi. Rất là hay đó anh em, rất là đáng để anh em cân nhắc đầu tư. Ba tháng hậu phương yên bình, tuy vết thương chưa lành hẳn, tôi lại đi giữa. Hôm nay mình nói hơi nhiều và cũng nhanh đói bụng quá, tới giờ đi ăn rồi. Nên là mình cũng kết thúc clip tại đây. Nếu anh em cân nhắc trong cái khoản đầu tư cho đôi loa này là 7 triệu 8 cộng thêm âm ly 3 triệu nữa thì đâu đó vào khoảng 10 triệu 800 ngàn. Thế là sự lựa chọn khá chi là tuyệt vời và hợp lý gửi tới anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với Thái Audio để sở hữu cái đôi loa này cũng như chiếc âm ly này. Nếu anh em mua tách ra cũng được ha. Hoặc là anh em có nhu cầu tiêu tiền nhiều hơn vào những đôi loa xa xỉ hơn thì anh em cứ liên hệ với mình. Mình có tới đâu mình phục vụ anh em tới đó anh em ha. Một lần nữa chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.